Xin chào các bạn, bây giờ trời đang mưa các bạn. Đó, cảm thấy rất là thèm ăn bún, ăn phở thì ghé tiệm phở Hello Việt Nam. Mình vô trong này mình ăn bún riêu nha các bạn. Còn ông xã mình với mấy đứa con thì ăn phở. Đó, bây giờ sẽ đậu xe đây rồi vô tiệm phở nè. Các bạn thấy tiệm phở rất là dễ thương ha. Đó, bây giờ sẽ bắt đầu ăn. Mới mua một phần chả giò cho đứa con trai này các bạn. Bún riêu ở đây. Người ta đem bún riêu ra ha. Đồ bún riêu hấp dẫn quá ha. Hôm nay mình ăn bún riêu nha các bạn. Nóng hổi luôn. Bún riêu ở đây bán rất là ngon. Nhìn rất là hấp dẫn nha. Này là chả tôm, chả trứng. Này là đồ phở chín đưa lên ăn ha. Này là tô phở đặc biệt bún riêu của mình ha. Còn đây là trứng chiên, mấy đứa nó kêu nó ăn với phở đó các bạn. Ăn phở mà ăn với trứng chiên. Đây dĩa rau hấp dẫn của mình đây. Đó ngon ha. Đứa gái mình nè ăn trứng chiên với phở. Rồi ăn đi con. Con tô kia của đứa con gái lớn mình nè. Mình ăn gì đây? Đó, hấp dẫn chưa? Ăn đi. Đưa đũa nè, hay nộp đũa bên này nè. Đó. Cảm ơn. Ngồi ăn đi. Bụng đó. Ăn đi. Đó, hai đứa con gái mình là hai tô phở như vậy đó các bạn. Phở ở Mỹ như vậy đó các bạn. Đó. Đó, rồi ăn đi ha. Rồi đây đứa con trai mình thì ăn chả giò. Đấy, ăn chả giò đó. Sao vậy con? Mình tàu phù gì đây? Đó, người ta đưa ra một ít tàu phù để cho mình ăn chung với này nè. Đó. Mà đứa con gái mình ta lấy hai miếng tàu phù bỏ chung với phở ăn này các bạn. Ông xã mình ông trộn đủ thứ ở trong này, tương ngon kia. Anh trộn lên đi, bỏ tương đỏ vô, tương đỏ vô nó mới ngon. Bỏ tương đen đỏ vô rồi trộn lên ăn. Con dằn ra được rồi, con cắn ra được rồi. Có kéo đâu, anh có kéo mà anh. Hấp dẫn kìa. Anh trộn gì mà kỹ vậy? Ăn đi. Cảm ơn em. Đó. Sẽ ăn thích ông phở lắm các bạn ơi. Cái cổ áo ông bẻ ra kìa. Đứa gái mình muốn cắt phở ra để ăn. Đó, tự muốn tự làm tự cắt. Cô muốn gì cắt á hả? Đợi tí em cắt xong. Anh ăn gì đây? Ngon mà. Em ơi em quay ăn tí là em mới ăn. Xong chưa ba? Để chị đi. Gì vậy? Kiếm gì nữa? Rồi, đến mình ăn đây. Xin chào các bạn, hôm nay đi ăn bún riêu các bạn ơi. Tiệm này bán bún riêu cũng ngon lắm á. Đó, có kèm một phần chả ốc nè.
là hấp dẫn nha. Thơm ngon. Mời các bạn cùng ăn nha các bạn. Nhìn rất là ngon. Mình sẽ chấm mắm gừng, có rau răm nữa nè. Thấy không? Dạ, có lá chanh. Đầy đủ. Rồi, để đây ha. Bún riêu rất là ngon nè. Đây có dĩa rau. Dĩa rau. Bỏ vô ăn. Bỏ tí mắm ruốc vô. Mắm ruốc với ớt bỏ vô. Rồi, chả ốc nè các bạn. Chấm thử miếng chả ốc ăn nha. Ngon các bạn. Tiệm này là tiệm phở Hello Việt Nam. Chả ốc người ta làm ngon. Nặng đơn. Tô bún riêu một ít chanh nè. Rau răm. Bỏ ít rau cho ăn ha. Gì không? Để đó. Ngon các bạn. Lâu lắm rồi giờ mới được ăn tô bún riêu. Quá ngon luôn. Cục chả nè. Ngon quá. Wow. Chả riêu. Trong này có cua, có tôm, có lòng trắng, trứng gà, tôm khô nữa. Nghe vị tôm khô. Ngon. Chả ốc ngon lắm nha các bạn. Chả ốc thì rất là ngon. Rồi tôi mày bỏ nha. Gái mình muốn ăn miếng chả ốc. Chừng trúng thấp đầu em. Mẹ hả? Ngồi ăn đi, tí về nhà mẹ ra chơi không? Bữa nay ngoài trời mưa các bạn. Mưa cái thèm đi ăn bún, ăn những cái thức ăn nóng á. Chở mấy đứa nhỏ đi. Mấy đứa nhỏ thích ăn phở, mình thì thích ăn bún riêu. Ở đây có bán mì Quảng nữa các bạn. Bữa nào ra đây thử món mì Quảng ăn ha. Có mắm gì không anh? Nước mắm gì không? Bỏ tí ớt sa tế vô ăn thì ngon. Thổi đi con. Bún riêu là lúc nào phải có mắm tôm. Mình mới bỏ một mớ mắm tôm vô với ớt.
nay trời mưa không có ra vườn được các bạn ơi. Đi lòng vòng ở chợ rồi ghé tiệm phở ăn. Lâu rồi được ăn tô bún tiêu thấy đã. Bữa nào ở nhà nấu bữa bún riêu ăn ha. Ở nhà có cua nè, có cà chua. Có gia vị đầy đủ mà mình lười biếng nấu, ra tiệm cái ăn cái khỏe. Bún riêu ở đây ngon lắm nha các bạn, ghé ăn thử nha. Hello Việt Nam. Và chả ốc các bạn làm ngon. Ngày hôm nay cà chua nó chín nhiều trái lắm mà mình ra mình hái lạnh quá, mưa nhiều nó sâu rồi mấy con sen nó lên nó bu nó ăn quá chừng. Trời lạnh lạnh mà đi ăn bún nắng ngon các bạn. Mình thích ăn ớt nhiều. Các bạn thấy mình ăn ớt nhiều nói đừng có ăn, ăn nhiều hại cho bao tử. Mình giảm bớt lại chút xíu, ăn nhiều ớt nó cũng không tốt. Để ăn cơm hến nè, ăn mì quảng nè, có bán nhiều món nữa nhưng mà mỗi lần mình đi mình chỉ ăn một món thôi đã no rồi các bạn. Tô bún riêu như vậy thì khoảng 9 đô la các bạn, khoảng 200 ngàn tiền Việt Nam đấy.
đã no rồi các bạn ơi. Mình ăn hết rồi, chỉ còn chút xíu rau thôi. Ngon nha các bạn. Ăn giống bên bún riêu bên Việt Nam lắm. Ăn xong rồi ha. Ông xã cũng ăn hết tô rồi. Đưa gái mình này. Ăn hết tô luôn rồi. Vân này, Vân sắp hết rồi nè. Vân ăn sắp hết chưa? Thì Vân sắp hết chưa? Hả? Sắp hết rồi. Em ăn chả giò sắp hết rồi hả? Ăn mấy cái rồi? Hả? Hai cái. Hai cái hả? Cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Nếu các bạn xem video của mình, các bạn cảm thấy yêu thích thì các bạn nhấn nút đăng ký để cho mình làm những video mới khác mình gửi đến cho các bạn xem cho vui ha. Các bạn ơi, nhớ nhấn nút like giùm mình nữa nha. Nếu các bạn muốn chia sẻ video của mình đến cho mọi người cùng biết, các bạn chia sẻ giùm mình luôn nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Chúc các bạn một ngày vui vẻ. Tạm biệt các bạn.